mà buôn bán thôi. Lên nấu bạn không ai coi được hết mà làm gì. Nó rõ không kịp nó cũng mời. Hello Xuân Yên. Hello Hồng Lý. Chia sẻ bài lại giùm cho Thương ý nha, mấy chị yêu dấu của em. Rõ rồi hả chị Nga? Chia sẻ bài lại giùm em với nha, mấy chị yêu dấu của em ơi. Một kẹp nó cũng mờ lại hề. Nguyễn Thị Minh Huệ. Chào Minh Huệ, chào Phát Huỳnh. Rồi mấy chị yêu chia sẻ bài lại giùm em nha. Hello Hồng Lý, hello Phương Kiều. Rồi hello chị Trung Thành. Rồi áo đỏ Thương đang mang 49.000. Áo đỏ Thương đang mang 49.000 nha mấy chị yêu ơi. Rồi có đen rồi nè, con đen này cũng rất là đẹp luôn. Form y như cái form áo đỏ Thương đang mặc nha. Rồi 49.000, em có mèo đen nữa nè. Đen 49 nè. Đỏ 49, đen 49. Hello Tiếng Võ. Đỏ 49, đen 49 cho em nha. Siêu đẹp. Đỏ 49, đen 49 nè. Rồi em có mèo da. Đen 49. Rồi em có mèo da nữa nè. Da 49 cho em nha. Chỗ em mã da 49. Phô máu ơi trang Thương đang mặc. Rồi đỏ 49 và đen cho chị nghe. Hết đen mắt ngọc vỏ ơi, còn đen chữ này được không em? Đen đó hết. Đỏ em đang mặc cho chị. Đen 49 hết nha. Đầm bầu mà kiểu chỉ trong á chị, chứ mấy đầm kia lớn quá. Thảo ơi, cái đầm này mà lớn nữa, cái đầm nào mà cái đầm này mà lớn và đầm nào chỉ trong nữa em. Trời ơi, cái con đầm này mà lớn thì không biết cái đầm nào mà chỉ trong luôn á. Đầm này mà lớn mà đầm nào chỉ trong nữa em yêu. Đầm này mà lớn thì chỉ trong gì nữa ta. Đầm này chỉ có đủ mèo luôn, 149.000. Được rồi, ok chị yêu. Đem hết nha, hai sắm chữ. Chào da cho chị nghe. Đầm bầu nhiều lắm đấy chị ơi. Tạ Thương đang có đầm bầu kho nè, đầm bầu này nè, rồi đầm bầu lanh nè, đầm năm tứ biểu đầm bầu luôn. Rồi em có đem chữ thì mấy chị để chưa chốt được đem kia, giờ chốt qua đem chữ nha. Đem chữ để Thương mặc con đem chữ đỏ, đỏ trẻ chị nghe nè. Đỏ trẻ chị nghe 49.000 nha. Đó trả nghe. Rồi con này chốt em mã này, mã đem chữ. Đem chữ. Đem chữ cho chị nghe. Đem chữ 49 cho chị nghe. Rồi đem chữ, đỏ chữ, xanh chữ. Bầu chị đang theo phía sau đó em. Rồi đỏ chữ cho em nha. Y chang Thương đang mặc mèo đỏ. Đen chữ. Đen chữ cho chị nghe, chị bỏ bự chưa. Đỏ chữ. Đỏ với mèo xanh. Thử chị xem Thương ơi. Đưa cái đầm lanh mèo đỏ với mèo xanh chị. Đỏ lanh đỏ hoa. Không, đỏ đỏ kia nè. Rồi chốt em mã này, mã xanh non. Xanh non 49, xanh non 49. Rồi đầm, đầm xanh đây. Rồi xanh 45. Cho em mã xanh 45 nha. Con là free size. Xanh 45 và đỏ 45. Này bầu bì bao chen được. Châu mùa này mà bầu mà chị ra bụng bự mua này mà cho nó mát. Nó đã, nó phê luôn. 45.000 em có đỏ xanh, vàng cam. Rồi xanh non. Cho em mã xanh non. Xanh non. Em rào mờ tiếp ấy. Mới rõ vừa mờ nữa rồi chị ơi. Bạn thì chán dữ không. Mạng gì đâu mà ớm vậy trời. Mai gọi hình mạng thứ.
Bữa nó theo cái dây gì đâu mà sao cũng chậm dữ á. Rồi trắng. Trắng cho lọc vỏ. Rồi em có hai con trắng, cho em mã trắng. Em có hai con trắng. Đầm lanh đuôi cá có mấy một mèo thì chị Trung Thành ơi. Bên em rõ hả? Đầm lanh đuôi cá có một mèo thì chị Trung Thành, có một mèo đỏ hoa. Đuôi cá có một màu đỏ hoa. Rồi con trắng Thương đang mang nha. Rồi chỗ em mã da chữ luôn. Da chữ mặt tậu lắm mấy chị ơi. Cái khuôn này mặt bóng tương luôn. Rồi em có trắng nè, em có da chữ nè, siêu đẹp chưa? Trắng cho chị em Trang Nguyễn hết trắng. Rồi qua mã da. Da chữ. Trắng em hết á. Đầm vàng là khuôn 60kg mặt vô tư nha chị ơi. Rồi da chữ cho chị nghe, còn một con da chữ. Rồi da chữ nhỏ, cho em mã da chữ nhỏ. Da chữ rồi da chữ nhỏ. Da chữ rồi da chữ nhỏ. Tao quấn liền à. Hầu nào có ăn bị tôm sống là bị giết cái đầu liền nha cô. Có chế có gì cũng không có ăn. Rồi vàng chữ, cho em mã vàng chữ. Vàng chữ. Đếm đếm cái ái lại chị. Rồi da chữ cho em nha. Da chữ. Áo khô mai cha em đang mặc nha. Rồi em có cam chữ, hồng chữ nữa nè. Cam chữ 49.000. Hồng chữ. Cam chữ, hồng chữ 49.000. Chú em mã cam chữ, hồng chữ. Rồi cái mẫu này em có hai màu, hồng đậm và xanh nó mờ quá hả? Này phun 60kg đổi lại mặt vô tư nha mấy chị. Mờ dữ lắm á mấy chị, mờ không coi được luôn hả? Chán dữ người ta. Mờ già làm sao mà buôn bán không trời. Mạng em nó yếu dữ. Con áo màu xanh ở ngoài phía sau nó như vậy nha mấy chị ơi. Đó. Nó trống như vậy nha. Con này ở ngoài phía sau nó trống như vậy nha. Cam chữ cho chị nghe vỏ. Đầm vàng 149.000 nha. Đầm vàng 149. Rồi con này chú ơi mã xanh non. Xanh non nha. Xanh non này ở phía sau nó trống này nha mấy chị. Chứ vừa cực kỳ. Rồi em có xanh non nè. Xanh non và hồng đậm. Một trắng chữ đang mặc, trắng chữ đang mặc hết rồi phải không chị ba? Trắng chữ đang mặc hết ạ. Rồi, y chang Thương đang mặc nó có màu xanh và màu hồng nha. Con y chang Thương đang mặc luôn, phía sau của nó nè. Đó. Rồi em có màu xanh và màu hồng. Chị này chốt mã đang mặc chốt nha. Xanh và hồng 49.000. Rồi em qua mẫu đồ bộ dài trước đây. Đồ bộ dài này nó thật sự với chị luôn. Nó điêu lại bán ém luôn nè. Hàng này em thấy nó sale đẹp quá, em lấy thì em bán cho mấy chị 99.000. Em lời, nếu mà tính luôn tiền xe không biết được 9.000 không ta. Nói chung là từ 9.000 trở xuống, không có 9.000 trở lên. 99.000. Lấy cho em một cái đầm lanh đuôi cá nữa nha chị. Ok Trung Thành nha. Hàng này khoai đông sale cực kỳ đẹp. Bộ này em nói mấy chị thấy vừa mặc mùa này là mình mặc dưỡng da nè. Vừa tắt cái áo khoác lễ để mấy chị mặc áo khoác luôn. Đó nó ba lợi cho mấy chị luôn. Mùa đông thì mình mặc dưỡng ấm, cực kỳ đã luôn nha. Đầm vàng bầu mặc vô tư em yêu ơi. Con này bầu mặc vô tư cần thiết chị mặc mẫu xem nha. Rồi em qua đồ bộ ha. Đồ bộ 149. Nên mạng như cái quần quỳ. Đầm vàng số 2kg cao mới 6 dân thương nha. Bạn như có quần quỳ thì có chứ. Bạn biết gì mà thấy ngán. Nhẫn xíu rồi chắc ngày mai cẩu cha đeo. Cầm lên cầm xuống đó. Cẩu đồ lên cẩu đồ xuống nó ngán. Rồi đầm vàng này nha mấy. À quên, mèo đỏ. Nói chung là đỏ với vàng ngang y chang nghe, nhưng mà Thương có hai mẫu, một là mẫu ren và mẫu trơn. Chạy rồi
Chị là thích mẫu ren thì chốt mẫu ren, chị là thích mẫu trơn thì chốt mẫu trơn. Con này em nói chị là bầu bì bon chen thoải mái luôn. Em có đen nè, có vàng nè, có đỏ nè, có một con xanh nữa. Con nó chưa treo mẫu ra đây ta, hay ai lấy rồi. Em có một con mèo xanh nữa nha, đầm thương đang mang. Má chị thích trơn thì chốt trơn, mà thích có cái ren trước ngọt như thương đang mặc thì chốt trơn. Chốt ren trước ngọt mèo đó y chang nghe luôn. Đây, đây là trơn, không có cái này. Còn cái này là chốt em mã ren. Đẹp cực kỳ luôn cho em nha, chắc thuộc phê. Rồi, con này 149 ngàn nha mấy chị. Em có xanh. Còn một con mèo xanh nữa, có 4 màu. Vàng, đỏ, xanh, đen. Kiểu nổ trả mạng lại cho chị. Ờ, à, chắc vậy quá. Đầm lanh đuôi cá, dạ ok chị, chờ một xíu. Đó, em còn một con mèo xanh nữa nha. 4 màu. Đen, đỏ, vàng và xanh. 149 ngàn cho em nha. Đen, đỏ, vàng và xanh. Chắc là em bao phê cho mấy chị luôn. Đưa con đầm đuôi cá chị. Đầm ho đuôi cá thôi em. Đây. Bầu với lại đầu bầu em có cái mẫu này nữa cho mấy chị nha. Chị thích bầu hoặc là thích suông. Đưa con đỏ ho á chị. Đỏ ho 45 ngàn. Sơ mi chị có đầm đám cưới không? Có nhiều lắm. Chị mới về đầm quá trời mà. Con sơ mi đó 60kg, số 2kg mặc vô tư luôn á. Đầm lanh đuôi cá nha, 45.000. Chắc lanh này nó không nhèo luôn mấy chị. Đây gọi là nhung lanh chứ không phải gọi là lanh luôn á. Đẹp lắm. Quá đẹp. Rồi em có cái mẫu ho này nè, em mặc mẫu một con. Sau đó là em sẽ lên bảng màu cho mấy chị nha. Con đầm thương đang mặc quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, mặc quá đẹp luôn, bầu bì bon chen cũng được mà mình mặc cũng được. Siêu cân. Đeo siêu sắc vô nữa cho nó tậu. Có túi sách nằm bự, túi sách nấy ha. Quá đỉnh luôn. Rồi em sẽ qua cái mẫu đầm này. Do mấy chị bầu chứ bon chen cũng được nên lên cho mấy chị xem xíu. Đầm thương đang mang có 4 màu. Đám cưới hiện tại chỉ có đầm ho, có đầm máy rồi tầng lan nha. Rồi đầm đen trơn cho chị Mơ Hồng. Đầm đen trơn tức là đầm không có viền nữa nha chị. Ok chị yêu. Rồi em có cái mẫu đầm ho này nữa nha. Mấy chị bầu bì bon cho em vô tư luôn. Đó, đẹp siêu đẹp luôn. Mặt này đi chụp hình rồi bao bao đẹp luôn á. Đậu mũ lên. Mũ 35 ngàn nha mấy chị. Mấy chị mua để 34 đi chơi thì mua nè. Mũ này mấy chị du lịch bao đã luôn. Cuộn lại, cửa nào cũng được bung ra. Ok, lấy đầm đuôi cá một cái nữa nha. Một cái nữa nha cá. Ok chị yêu. Cá lăng hả? Ừ. Rồi đậu mũ lên nữa nha mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn. Đầm này mấy chị bon cho em. Đầm thương đang mặc là 129 ngàn nha. Đầm ho thương đang mặc là chốt em mã là đuôi cá vàng. Đuôi cá vàng 129 ngàn. Mũ chỉ có 35 ngàn một con. Mũ bán sale 35 ngàn nha mấy chị. Bán hàng xã 35 ngàn. 35 ngàn một con mũ nha. Mũ siêu đẹp luôn. Rồi chốt cho em mã này mã đuôi cá vàng nha. Em có đuôi cá vàng này, em có đuôi cá xanh. Đuôi cá vàng, đuôi cá xanh. Em còn đầm chút nữa mấy chị bình tĩnh rồi em lên cho. Em lên lộn xộn cho mấy chị coi đỡ ngán. Rồi con này chốt cho em mã này mã đuôi cá xanh nè. Đuôi cá xanh, đuôi cá vàng, đuôi cá xanh. Rồi đuôi cá nâu. 129 ngàn. Đuôi cá nâu. Chốt em mã đuôi cá nâu. Đuôi cá nâu. Rồi và một con đuôi cá trắng. Đuôi cá trắng. Rồi đuôi cá trắng. Đó. Rồi mẫu em thương đang mang có tất cả các mã này nha. Thứ nhất là chốt cho em mã mẫu này là mẫu viền đen. 35 ngàn một con, được làm bằng may nha mấy chị ơi. May nha. Viền đen nè.
Mã này chốt cho em là mã M da nè. M da. M da. Rồi mã này chốt cho em là mã hoa vàng. Hoa vàng 35.000 một con nha mấy chị. Hoa vàng. Đó mấy chị muốn. Rồi mã em đang mang là chốt cho em là mã hai hoa. Mã hai hoa. Rồi em qua mẫu khác. Lên bộ khó kéo trước nha. Bộ này bán 99.000 này mấy chị ơi. Rất đẹp muôn mang cho mấy chị luôn. Bộ này form 60 số 2kg thì mấy chị mặc vô tông luôn. Vừa mặc làm áo khoác, vừa làm đồ bộ dưỡng da, đồ gì. Nói chung là cực kỳ tiện lợi. Mặt mẫu lên cho mấy chị dễ chốt. Chị nó hỏi đầm bầu đâu mấy đầm dễ thương ơi vốn sao chốt. Rồi 99.000 cho em nha. Mấy chị vừa mặc dưỡng da, vừa mặc làm áo khoác. Bao phê luôn, chắc là bao đẹp cho mấy chị nha. Size 60 số 2kg thì mấy chị mặc được hết cho nó full cốt tông co giãn 4 chiều. Con này về mấy chị mặc làm áo khoác rồi cũng được luôn. Quên chứ. Tôi mặc áp treo mà em chút khéo ra. Hàng có túi trong hết nha mấy chị. Hàng toàn bộ là có túi trong hết cho em nha. Áo này nó có túi bên trong hết nha. Bê xíu quên mà có treo kéo tọt lọt ra nhiều là chết rồi. Hàng này toàn bộ là có túi trong hết. Rồi bộ này ai chốt chốt em, bộ này bộ xám phối. Hàng này hàng ăn đông sale, chắc miễn đẹp. Miễn bàn nha mấy chị luôn. Form nó cũng cực kỳ đẹp luôn. 99.000 cho em nghe. Hàng này là 89.000 chưa tính thì chưa về luôn á. Rồi chốt cho em bộ này là bộ xám phối. Xám phối cho em nha. Xám phối 99. Rồi bộ này chốt cho em là bộ xanh đen. Xanh đen 99. Đẹp ghê lắm mấy chị ơi. Chào quá. Vừa mới xem đầm xem dở lên hỏi đầm bầu của chị. Ủa. Đó là bầu mái bầm đuôi cá. Rồi em được đuôi cá thua rồi đó. Tàn lan. Xem cho em cái đầm đuôi cá lên kìa chị bé. Rồi bộ xám phối, bộ này chốt cho em là bộ xanh đen 99.000 cho em nha. 60 62kg mấy chị mặc được luôn. Rồi 50 cho tới 62kg chốt đơn nha mấy chị ơi. Xanh đen. Xanh đen. Xám phối nè, bộ xanh đen. Rồi hồng. Hồng phối. Chốt em mã hồng phối 99.000 một bộ. Về cái áo khoác không đủ tiền rồi mấy chị ơi. Rồi hồng phối, cho em mã hồng phối. Hồng phối. Rồi bộ này chốt em là bộ xanh riêu. Xanh riêu cho em nha. Xanh riêu. Xanh riêu 99.000. Rồi mẫu em đang mang có tất cả các màu đó nha. 99.000. Sám phối cho chị Đinh Nguyễn Thị. Sám phối em đang mặc. Sám phối cho chị Đinh Nguyễn Thị. Em nói mấy chị là 99.000 mà mấy chị bao hồi luôn. Toàn bộ bên trong nó có túi trong hết nha. Nó có túi trong hết nha mấy chị yêu. Hàng áo khoác bên trong nó có túi trong hết. Dẹp nói mấy chị là mặc cái áo khoác không là đủ tiền rồi. Nè, toàn bộ là có túi trong hết. Áo em đang mặc đại bộ, em đang mặc cũng có túi trong hết nha. Rồi mẫu em đang mặc có tất cả các màu đã nha, 99.000. Ai như vậy? Đó. Đấy còn múa em chị Quỳnh. Đấy còn múa em. Cầm cái gà múa.
Bạn xem được không mấy chị ơi? Bộ sám phối nè. Bạn xem được không ạ? Rồi bộ này chốt em bộ đen. Bộ này chốt em bộ đen nha. Bộ này có mũ. Bạn siêu đẹp luôn. Một bộ sắm phối, hết hết sắm phối mắt Quyến ơi. Quyến, Quyến xíu ơi. Em hết sắm phối, em còn hồng nè, xanh đen nè, xanh riêu nè. Rồi bộ này chốt em là bộ đen nha, bộ đen. Còn bộ là có túi trong hết nha. Em nói thiệt với mấy chị luôn á, em nhập 89.000, không tính từ siêu á mấy chị ơi, về bán mấy chị 99.000. Này ăn đông có sale rỉ quá đó, em nhịn hốt luôn. Chị em có đồ bồng luôn em. Rồi chốt em bộ đỏ, y chang thương đang mặc mà nó màu đỏ nha. Y chang thương đang mặc màu đỏ. Đỏ này ngoài đẹp lên đỏ hồng. Rồi chốt em bộ này bộ đỏ 99.000, chốt em bộ đỏ. Rồi bộ đen y chang thương đang mặc, còn bộ là hàng thiêu hết nha. Quần có túi, áo có túi ngoài và có túi trong luôn cho em nha. Đó. Bộ đen. Áo khoác có mũ rồi luôn. Trong về mà cái áo khoác không đủ tiền rồi. Có đen. Rồi em có cam. Em có cam. Có bộ mèo cam. Chắc là nó đẹp miên man luôn nè. Rồi cam. Cam. Ba bộ đen cho chị nghe vỏ. Trời là hết đen á. Một bộ, hai bộ, bộ đen mặt là hết. Hết ba bộ đen không. Hết đen mất rồi chị Đan ơi. Chị chọn qua cái đen, đen cho nó tốt hay được không chị? Rồi bộ đen này nhưng mà form áo của wow, cái bộ này đẹp lắm chị ơi. Áo khoác của nó giảm áo thì là tốt, cho chị biết áo thì là tốt em mà mua áo khoác thiêu gì nữa. Toàn bộ là thiêu hết nha mấy chị. Rồi chốt em mã đen lắp tốt đi, đen lắp tốt. Em hết bộ đen em còn cam. Rồi bộ này chốt cho em, bộ này là bộ đen. Bộ đen. Bộ đen à, đen lắp tốt đi, đen lắp tốt. Bộ đen lắp tốt. Bộ lắp tốt em còn được 2 bộ. Em còn một bộ đen lắp tốt và một bộ cam lắp tốt. Ba đen đây in ba phiếu của chị, mắc phiếu cái đồng nhất. Đen này đen đen ra mặt này. Rồi đen nó tốt quá đẹp luôn, cam nó tốt nữa nè. Cam nó tốt, bộ cam à, da phối đỏ cho chị Trần Gái. Chị Trần Gái lên số điện thoại cho em với chị. Trần Gái chị lên cho em xin số điện thoại nha. Trần Gái lên cho em thương xin số điện thoại. Rồi bộ cam chị Hồng Phan cho bạn Hồng Phan đây. Rồi bộ này là bộ da đỏ phối đỏ, đỏ phối Trần Gái. Bộ này đúng không chị Trần Gái? Đỏ phối cho chị Trần Gái đúng không? Chị Trần Gái lên số điện thoại đi nha. Em có đen lắp tốt và cam lắp tốt nha. Để mấy cái áo mặc vô cái áo kem mà em cởi cái áo khoác theo gì. Bộ laptop nó đẹp lắm á, còn có hai bộ mà hai mèo cũng đẹp, đen và cam. Rồi áo em thương đang mặc chỉ có 29.000 một áo nha mấy chị, còn đỏ và cam nha, 29.000 một áo, đỏ phối đen, đỏ phối đen, bộ đỏ phối đen. Hồi nãy có bộ này bộ đỏ phối đen không chị? Đỏ phối đen. Tao không thấy đỏ phối đen đâu ta. Bộ đó dạ không, không phải bộ đó của chị đừng chốt. Đưa cái bộ, đưa cái áo khoác cờ lập tốt đi em khoác cho chị. Rồi đây nha. Đen với cam. Mấy chị chốt đúng mẻ em đẹp giùm cái nha mấy chị ơi, chốt vậy em bắt lộ mấy công nha. Thảo quần nó là chị Nga. Ờ em biết đó. Rồi em mặc bộ lập tốt nè. Cam cho Hoàng Phan, đưa quần lập tốt đi. Ừ, tốt đẹp. Đỏ với cam nào ta. Mấy chị chốt đúng mã em thương nói giùm chút xíu nha. Đen với cam là mã nào? Đen laptop cho vỏ vỏ mạnh nhân. Dạ đen laptop hết rồi. Tặng nữa. Đen laptop hết em khỏi mặt. Tôi qua mẫu khác. Đen laptop này. Em còn cam laptop.
Chiều Võ lên số điện thoại nha, Chiều Võ ơi. Chiều Võ lên số điện thoại nha. Bữa giờ nhà có việc mà cũng thấy gọi điện chốt hàng cho chị. Có khi gọi mà chị không bắt máy không chị? Gửi trong đơn trung thành, chị có lên số điện thoại giùm em ấy chị yêu. Rồi. Nếu mà cũ rồi thì khỏi cần lên, mà nếu mới chị lên số điện thoại đi được. Toàn bộ là thiêu hết hàng này, ăn đông sale cực kỳ xịn luôn á. Bỏ Mạnh Nhân lên số điện thoại nha. Rồi có gì ngày mai bí liễu nó gọi là chị biết dồn đơn với ai nha chị yêu. Bỏ Mạnh Nhân đem laptop nè. Còn hai chị kia chốt em biết mẻ nào để em bắt luôn á. Rồi bộ này chốt cho em nào vàng phối đen. Laptop chị chọn laptop mẻ nào chị Kiều Võ. À chị Kiều Võ là đen đen laptop ha. Không phải. Ờ Võ Ngọc Khuê. Võ Mạnh Nhân. Rồi bộ này chốt cho em bộ vàng phối nè. Bên trong nó có túi hết, toàn bộ bên trong có túi. Thật sự nhập 89.000 về bán 99.000 cho mấy chị, từ si mắc ngàn nữa nè. Cam laptop cho chị Trần Hường. Dạ 99.000 chị lấy ơi, đẹp lắm chị yêu. Hàng này nói chung là cái hàng này mặc bao người. Thứ nhất là mấy chị dùng áo khóc rồi được. Thứ hai nữa là mấy chị mặc mùa hè cũng được mà mùa đông cũng được, mặc kiểu gì cũng được. Vàng phối đen cho chị Trần Gái. Chị Trần Gái để lên số điện thoại cho ta. Chị Trần Gái chị chốt hàng chị chưa lên số điện thoại. Em không chốt với chị nữa nha chị. Và hàng của chị nếu chị không lên số điện thoại chị xả đơn nha chị yêu ơi. Chốt hàng thứ nhất chấp nhận, thứ hai lên số điện thoại giùm em nha. Trần Gái dễ là chốt hàng chưa có số điện thoại nha. Một bộ vàng đen cho chị Lý Châu Hình. Bộ vàng đen cho chị Lý Châu Hình. Dạ không chị yêu ơi, kiểu này không có form laptop. Vàng đen là chị lấy Châu Hình. Ok chị Trần Gái nó lên số điện thoại nè. Chị Trần Gái chốt qua bộ khác nha. Tại do chị không lên số điện thoại nên em chưa chốt bộ vàng đen cho chị nha. Em chưa chốt bộ vàng đen cho chị nha chị yêu. Giờ chị chốt qua cam đen nha chị. Cam đen đi. Vàng đen cho chị lấy. Chị lấy được chiều chị đó. Cái đầm chị lấy mèo gì với mèo gì em bắt luôn chị lấy. Đầm 45.000 á, chị lấy mèo gì em bắt luôn. Rồi bộ này em có cam, cam đen, chị gái có chốt qua mã cam đen giùm em thì chốt nha. Cam đen. Form này 60 số 2 kg mặc vô tư luôn mấy chị ơi. Hàng là thun cốt tông co giãn 4 chiều nên mặc vô tư luôn nha. Vô tư lừ luôn. Rồi em có bộ cam nè, cam đen. Chốt em bộ cam đen, vàng đen hết chị ơi, chị chốt qua cam đen giùm em nha. Em nhận hàng rồi, ông xã em mặc vừa y đẹp lắm chị ơi. Rồi cảm ơn em Tri Nguyễn nha. Nhận về mà nghi ông xã mặc vừa là chị phá trí đi. Bởi vì công tình mình đặt hàng mình trong ngém á, mà về đồ đó được như ý á, mấy chị là mấy chị vui lắm. Bữa xem mấy chị muốn vô like Thương mua nữa chứ nhận về mà nó không ân ý là về. Bữa xem thấy con Thương nó la là không có muốn mua. À hàng là không có tông, có dạng 4 chiều đẹp lắm chị Nguyễn Đan nha. À xanh cam và vàng cho chị Lý chị. Đây đầm 45.000, đầm 45 xanh cam và vàng cho chị. Rồi cam đen cho chị Trần Trần Gái. Rồi một bộ cam đen cho chị Trần Gái. Còn một bộ cho chị Nga. Còn một bộ cho chị Nga. Chị ba đó. Cam đen đầm 45k là đầm lanh đó em yêu. Đầm lanh mặc ngủ á, chút có chị mặc lại cho. Cam đen hết mất rồi chị Nguyễn Xíu ơi. Cam đen hết mất rồi chị yêu ơi. Bây giờ em còn bộ đen này nha. Bộ đen gái. Em còn bộ tám đen và bộ đen. Cam đen em hết à. Cam đen cho chị Nga một bộ với chị Trần Gái một bộ. Rồi em còn bộ xám đen. Chị nào thích xám đen chốt giùm em xám đen nha.
Bộ đó bao nhiêu ký mặc vừa? Dạ 60-62 kg với chị, mặc vô tư nha. Từ 50 kg đổ lên cho em. Toàn bộ bên trong có túi cho em nè. Bộ đẹp kia 99 ngàn mấy chị ơi. Bộ này em nói mấy chị là em nhập 89 bán 99, là nếu mà mấy chị mua đâu phải 100 mấy. Rồi bộ này chốt cho em. Bộ này bộ xám đen nha. Xám đen, xám đen. Đó em, bộ này là bộ xám đen. Em còn xám đen nè. Bộ này em còn xám đen. Xám đen, xám đen cho chị nghe. Xám đen cho chị nghe. Rồi ai chốt xám đen chốt giùm em xám đen nha mấy chị. Xám đen cho chị nghe. Xám đen cho chị nghe vỏ. Rồi em còn bộ, bộ xám đen còn còn đây nữa chị. Còn được hai bộ xám đen nè. Hai bộ xám đen. Xám đen cho chị Nguyễn Hồng. Xám đen cho chị Nguyễn Hồng. Cam đen hết rồi chị Nguyễn Xíu ơi. Cam đen em hết nha chị yêu. Cam đen em hết. Em còn bộ đen nữa. Em còn bộ đen. Bộ này cho em bộ đen. Bộ đen nha mấy chị, bộ đen. À xám đen em hết. Không chị, xám đen hết không chị? Xám đen em hết à, em còn bộ đen. Bộ đen cho chị Long Hòn. Bộ đen cho Long Hòn. Có nhiều vàng này. Nhiều vàng của chị Lý. Mặc này dưỡng da cũng được, mùa hè cũng được, mà mùa đông cũng được. Áo khoác có thể mặc như tất cả các loại đồ khác, làm áo khoác mặc đi đâu cũng được hết. Bên trong là có túi trong toàn bộ cho em nha mấy chị. Bạn ở nhà bán đồ hết. Bả bạc cái đồ nào cũng bắt em mặc ở nhà bán đồ. Cho nó tắt thì cũng thấy nó mua. Chết rồi. Bộ này em nói mấy chị là bao hồi nha. 99 ngàn là bao hồi. Thứ nhất là áo mấy chị có thể mặc làm lễ. Cái áo khóc lễ. Thứ hai nữa là bộ này mấy chị dưỡng da mùa hè và mùa đông, mấy chị không mặc mặc ấm luôn. Rồi em còn 2 bộ màu đen và 1 bộ. Còn 2 bộ màu đen là hết ạ. Em còn 2 bộ màu đen. Rồi em lưng lên cái mẫu đây. Em còn 2 bộ màu đen. Bạn dễ thấy sang mà. Thương bạn nguồn viên nó không tìm máy nào. Em còn 2 bộ màu đen. Rồi qua cái mẫu này. Chưa bỏ cái đây thì chị in lại. Còn mẫu này nữa là hết. Chốt bộ đen đi mấy chị, em tâm huyết bộ đen đó. Mặc nó đẹp. Bộ đen, ai chốt bộ đen, chốt bộ đen nha. Rồi em lên bộ cam phối. Để chị nó thích laptop thì cái đây nè, nó hơi lỏng hơn một xíu nè. Ai cũng phải laptop dạng vừa, ngoài lỏng hơn cái kia một xíu. Còn thấy em la rõ mấy chị mờ, mấy chị hô lên cho em biết chừng nghĩa nha mấy chị yêu. Để nhiều khi em la của mình mấy chị không thấy mà em nói thiêu thao bắt việc. Rồi bộ này chốt cho em là bộ cam phối nha. Cam phối. Bộ này chốt cho em là bộ cam phối. Rồi cam phối 99 ngàn, form 60 số 2, 50 tới 60 số 2 cái đổ lại cho em nha. Rồi bộ này chốt cho em là bộ cam phối. Toàn bộ hàng bên trong có túi trong hết. Bên trong có túi trong toàn bộ luôn. Rồi bộ này chốt em, bộ này là bộ cam phối đấy. Cam phối. Em có cam phối nè. Rồi xám phối. Cam phối rồi xám phối cho em nha. Bộ đẹp. Bộ đen nha em. Ok chị Nguyễn Tam. Một bộ đen cho chị Nguyễn Tam. Cam phối xám phối. Một bộ đen cho chị Nguyễn Tam. Ôi những cái giả nó mềm. Rồi cam phối cho chị Nguyễn Xiếm. Cam phối cho Nguyễn Xiếm.
Rồi màu xám phối nè, em mặc mẫu cái áo khoác. Quần em đi thi nó lâu quá đó, về mấy chị mặc áo khoác là mấy chị mặc áo khoác lĩa cũng được. Mà mấy chị mặc kiểu gì cũng được hết trơn á. Rồi màu xám phối cho em nha. Ai vậy? Không biết. Xám phối một bộ cho chị Nguyễn Binh. Xám phối cho Binh. Xí im lộn Trang Nguyễn nó xe chị Binh. Hết xám phối mất Trang Nguyễn ơi. Hết mất rồi em yêu ơi. Rồi xám phối cho chị Nga Võ. Bộ xám phối cho chị Nga Võ. Xám phối cho chị Nga. Xám phối cho chị. Trang ơi em chốt qua mã khác cho em. Này là xám cho chị. Xám cho vùng Nga Võ. Rồi bộ này chốt em bộ đen phối. Đen phối. Chốt em bộ này bộ đen phối. Mặc áo khoác thôi nha mấy chị, quần em ướt lên. Toàn bộ là hàng có túi trong hết. Ba đẹp ba xịn cho mấy chị luôn. Rồi bộ này chốt em bộ đen phối. Đó áo khoác chốt em như em mặc liền áo khoác này thấy chưa là đẹp không? Quá hơn. Rồi bộ này chốt em bộ đen phối nha. Đen phối. Đen phối 99. Bộ đen phối 99. Cam phối, đen phối. Rồi giờ qua cái bộ này. Cả quần cam nè. Cam phối tao có một bộ của A2 rồi đi. Ủa cam phối có một bộ hả? Em nhớ nó có hai bộ mà. Dạ chị Binh ơi, chị không có cam phối. Wow, cam phối nó có một bộ hay. À chị Binh ơi, chị không có cam phối nha chị Binh. Chị chọn lại giùm em cái. Có một bộ mà em tưởng hai bộ chứ. Rồi cho em bộ này bộ hồng caro. Toàn bộ có túi trong nha. Hello. Hello Hòn. Ai? Bỏ chị xíu. Xíu tại gì vậy? Rồi bộ này chốt cho em bộ này là bộ hồng caro. Đẹp chưa? Rồi chốt em bộ này là bộ hồng caro. Em có hồng caro nha. Hồng caro và xám caro. Này xám đậm nữa chứ. Đẹp quá cái này xám đậm. Rồi em có hồng caro và xám caro. Sao để gọi không được. Đó, hồng caro và xám caro. Tím caro. Tím caro, đẹp chưa? Tím caro. Đó. Tím caro. Rồi và xanh riêu. Xanh riêu caro. Cháu em mẹ xanh riêu được rồi, để cho không có bộ là xanh riêu quá. Rồi đó là bộ phối caro nha. Đó đồ bộ dài em hết rồi đó nha. Rồi còn một xanh riêu đỏ. Bộ dài em còn mấy mẫu đó. Em còn bộ đen đẹp thì sao ai chốt ta? Đen đẹp. Rồi hai bộ đen. Riêu phối đỏ nó là em hết. Em qua mẫu khác đây. Qua mẫu khác cho mấy chị nha. Ok Thanh Khuê nha. Ok em. Rồi em qua con đầm này siêu dễ thương. Mệt thế. Không, mặt đầm lăn là sướng mà mát quá. Chắc lát con cam mặc cũng cái đã.
Gì đó anh trai? Hả? Mì tôm, chiếc đầu cái mì tôm. Chị Ba. Rồi cả đầm này 129.000 mấy chị ơi. Siêu đẹp cho em nha. Con này mấy chị eo tấm lưng rồi mấy chị mặc vô tư luôn. Nó có cái dây cột eo ở phía sau nên mấy chị dây ốm dây gì mặc vô tư đủ cho em luôn. Cái tay của nó là cái điểm nhấn chỗ ngực này rất là đẹp luôn cho em nha. Đó 129.000 thôi. Chốt cho em mã này 129 hồng. Mặc đi chơi, đi bời, đi tiệc, đi tùng, đi gì nó cũng đẹp. Đánh chưa? Rồi 129.000. 129 hồng cho em nha. Chốt cho em 129 hồng mẫu y chang Thương Đăng Mang. Mang nha. 129 hồng, 129 đen. 129 hồng, 129 đen. Em bỏ hết xin đi đâu. Rồi 129 vàng, 129 đen, 129 vàng. Rồi 129 tím. Đầm mẫu Phương đang mặc nha. 129 tím. Eo tấm bông đổi lại là mấy chị mang được cho em nha. Đó. 129 tím. 129 hồng của Phương đang mang. Và 129 trắng. Rồi và 129 trắng. Đó, rồi mấy chị muốn lấy gì lấy nè. Chị Diêm Trần 129 đen. Ok, Diêm Trần có số họ rồi nè. Diêm Trần 129 đen. Rồi mã em Thương đang mang có đủ màu cho mấy chị yêu lựa chọn. 129 hồng, 129 trắng, 129 đen. Đen đi Diên Trần chị yeah. Mã 129 siêu dễ thương. Rồi qua mẫu tiếp. Chị ship hàng cho em chưa? Chắc ship rồi á. Gửi cho Đỗ Thuận nha. Ok. Gửi Đỗ Thuận thì cứ nói Đỗ Thuận vô lấy giùm nha, chứ Đỗ Thuận nó hay vô nhà nó lấy. Rồi con này 149 cho em nha. Nó nào nhắn mua con làm vàng rồi sao? Rồi con này là 149 cho em. Rồi chốt em mã này mã 149 đen. Rồi con này chốt em là 149 đen. Rồi 149 vàng. Có đầm mèo nha chị. Rồi 149 vàng. 149 hồng. Rồi đầm này em có 3 màu, vàng, đen và hồng. Nhớ nhưng mà Linh nó nào đừng cứ phải để thiệt đây nha. Đó rồi, 149 em có 3 màu nha mấy chị. Màu vàng 149 cho trúc bùi. Có đầm 3X không? Không có 3X chị yêu ơi. Ê, đầm 3X có mã bi. Mã này em có size 3X, em đang sale 49.000 do ế lại size bự. Em có size 3X nha. Em sale 49.000, chắc bao đẹp.
Em có bi vàng và bi đỏ. Rồi em còn 149 vàng, 149 đen và 149 hồng nha. Rồi em qua cái mẫu mẫu trơn, còn có hai con này. Em mặc mẫu lên rồi em mua la qua áo nam luôn. Bằng trơn thành. Hả? Trơn thì giống mẫu kia hả? Kia đổ mái cho mình. Nó thiết kế. Mỗi phải để la xe, bữa nay lại đầm bữa luôn. Có con vàng bãi nó sửa là bà có lấy không? Không gì bà nói thì mình bán đi. À bà không vô nữa. Ờ. Rồi bà không vô la đó coi. Vô thấy cũng không thấy nói động tĩnh gì luôn. Đấy là mình nói. Chị đó chị hay nhắn tin nghe cho chị coi la. Để chút nhắn bà. Rồi đầm này 149 luôn. Cảnh thanh 149 hồng. Ok cảnh thanh. Đầm đó với chị Lợi vừa mặc ăn đám cưới này, vừa đi chơi với bạn bè nhã nhặn này, vừa đi chụp hình đồ cũng đẹp nữa. Kéo cái chị ba, em kéo thôi. Đầm này em còn một con mèo da 55 cái đó lại nha chị. Nói chung là eo tầm 76 đó lại là chị mang được. Em 55 kg, eo của em 76 đó, em mặc mấy chị xem đó nha. Rồi con này em còn một con duy nhất mèo da 149 nha. Em còn một con duy nhất mèo da thôi. Con này siêu dễ thương luôn á. Rồi đưa anh Nam cho em vậy. Rồi ai chốt mã là chốt em mã 149 nha. Con này mặc đậu mũ lên nữa y bà luôn. Mũ chỉ có 35 ngàn thôi. Ai bán mũ 35 ngàn không chị? Luôn tan dạo phố chụp ảnh. Mũ chỉ có 35 ngàn này mấy chị ơi. 149 đen cho chị Quỳnh Phạm. Mũ 35 ngàn thôi nè. Siêu đẹp luôn. Mấy chị đi du lịch ở đâu hay đi chơi ở đâu á, mang theo đậu cực kỳ đã. Bởi vì nó vuộn lại được á mấy chị. Vuộn cửa nào cũng không có bị gãy danh hết á. Rồi em lên áo nam nha mấy chị yêu nha. Em còn mấy con sơ mi nam. Còn đâu bất đó. Cô má một khi nào giờ cho cao bớt nào vô dài thấy nó lùn. Bữa nay chắc mua ghế khác đậu quá. Mua ghế nào cao á. Màu cao mình đỡ mặt hơn. Rồi con này áo nam 85 ngàn. Size này size XL 60kg đổ lại cho em nha. Con này size XL 60kg đổ lại cho em nè. Rồi mã này chốt cho em là mã XL đây. Mã XL 85 ngàn một con. Mã XL chốt cho em là mã XL 85 ngàn một con. 85 ngàn. Rồi em có sơ mi này mấy chị. Sơ mi đã lắm mấy chị ơi. Rồi size này size 4X. 4X 75 tới 80kg cho em nha. 65 ngàn. Con sơ mi xinh đẹp luôn. 65 ngàn. Size này size 4X 80kg đó lại cho em nha. 75-80kg. Rồi chốt cho em mã này là mã. Mã này chốt cho em là mã số 43. Mã 43 size 4X nha. 65 ngàn. Xích tăng xíu cho mấy chị dễ nhìn cái họa tiết của cái sơ mi của ta. Dễ thấy cái họa tiết không? Sơ mi siêu đẹp luôn. Ai có chồng mua cho chồng, ai có cha mua tặng cha. Size 4X. Rồi mã số 55. Mã số 55 là size 5X nha. 80-85kg. Rồi mã số 55 cho em nha. Đó, ai bận con chốt cái này. Đầm ho 149 M đen. Đầm ho 149 còn màu đen không chị? Nhớ còn cái sao? Không, không phải. Cái máy chốt cho ai? Cái ri máy dục xuống không? Đây đẹp. Ủa, để chị bóc lộn không? Thì nó có 4 cái. Có, 2 người 3 cái. Có 4 cái hả? Phải không? Nó nói chìm con cái 3 miền nữa. Coi thử có bóc lộn cái đầm đen nào không? Lấy thử cái hoa đen đó, cái hoa
đen ở trên đó, một cái chú tê chị giấy chú kia mà chị kiếm ở đâu vậy? Không, để tao coi thử nhớ nãy bóc hai cái rồi. Chị đưa cái đen đi em coi kìa. Để tao bóc lộn cái đây. Thì chị đưa đen coi cái mã là biết bóc lộn không? Một hai chiếc đen đúng. Một bốn chiếc hồng thì nó chắc một bốn chiếc hồng. Chị đâu có đen, đúng rồi ạ. Bây giờ tôi có một con đen nữa là hai con nè, còn một con đen. Mà để là bắt mèo hồng cho Cảnh Thanh chứ không phải là mèo ấy. Sao mèo hồng của Cảnh Thanh đâu? Mà. Rồi con này size 5X chốt cho em mã này, mã 55 nha, 65.000. 65.000 size 5X nha. Chốt em mã số 55. Mã 55. Mã 55. Rồi con này mã số 58 size 1X. 58 size 1X. Size 1X tầm 65 68 tí nữa lại mang được nha. Chị lấy em áo sơ mi nam 75 ký. Em chọn đi em ơi, chọn đi. 75 ký chọn 4X giùm chị nha. 75 ký chọn 4X đi. Rồi 1X 68 ký nó lại, 65 68 ký nó lại nè. Rồi chốt em mã này mã 1X nè. Mã ông à, mã này chốt cho em là mã số 58. Mã số 58. Rồi con mèo đỏ này là size 4X. 70 75 ký nó lại mang được. Chốt cho em mã đỏ đô 85.000, chốt cho em mã đỏ đô. Đỏ đô 85. Đỏ đô 85. Rồi em còn đỏ đô 5X nữa nè. 80 85 kg. Chốt em mã đỏ đô. Đỏ đô 5X 85.000. Đỏ đô 5X 85.000. Rồi con vàng size XL dưới 60 kg. Chốt em mã vàng size XL dưới 60 kg. Chốt em mã vàng size XL. Rồi mã này mã số 1 size 2X. Mã 1 size 2X 70 kg đô lại. 65.000 nha, 65.000. Rồi áo thương đang la mang la này, trời ơi nó đẹp. Xa 2X 70 kg đó lại cho em nha, 70 kg đó lại. Tầm 68 kg. Rồi mã 1, chốt em mã 1. Mã 1. Rồi mã này chốt em mã số 57, xa 2X 6X hình như em còn mèo gì ta? Có 6X. Tơ may 65.000. Rồi con này chốt em mã số 57 size 2X. Mã số 57 size 2X 65.000. 57 size 2X 65.000. Đầm hoa chị có nha chị Thi Quận Văn Phạm ơi. Đầm hoa chị có ạ. Rồi mã này chốt cho em là mã 65. Áo ràng mèo xanh là mã gì em? Áo ràng mèo xanh. Áo ràng mèo xanh đây hả chị? Hay là đây. Áo đẹp đẹp không thì 65.000. Rồi áo này size 1X. Mã của nó là mã 58 nha. Size 1X mã 58. 1X mã 58. Tầm vàng bao nhiêu ký vừa chị ơi? Con này 60 ký mặc vô tư nhưng em ơi. Mã 1 cho chị Trần Hưởng. Mã 1 cho chị Trần Hương. Mã 1 là chị thích. Xếp áo nghe thẳng nỉ nhiều. Rồi mã xéo 5. Mã xéo của Lem. Em có size 3X và size 5X. Em đang cầm size 5X nè. 80-85kg nè. Size 5X á. Rồi mã số xéo Lem. Mã số xéo Lem em có size 5X và 3X nha. Con này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chị Nga bà đi ra rồi hay ta. Đó, đẹp chưa? Rồi, con này em có size 3X và 5X. Chốt cho em mã số 59. Mã số 59. 3X, 5X.
Rồi mã này chốt cho em mã số siêu mơn xa 4X. Assembly 65.000 nha mấy chị ơi, 65.000 nha. Siêu đẹp cho mấy chị luôn, cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã này chốt cho em là mã 60, size 4X, 70-75kg. 70-75kg. 4X màu trắng đen 75kg nha chị. Chọn đi nào Xuân Minh ơi, chọn đi em ơi. Em có đẹp số ký á mấy chị, ghi kỹ cho chốt giùm em nha. Mã số xéo mừng. Mã số xéo mừng size 4X, 70-75kg chốt đơn. Rồi mã này mã số 44. Mã 44 size 2X. Rồi 65-68kg. 65-68kg. Rồi chốt cho em mã này là mã 44. Mã 44. Chốt cho em mã 44 2X. Mã 44 2X. Rồi mã 54 size 2X. 65-68kg. Rồi mã này chốt cho em là mã số 54. 65.000 một con. Mã 54. Áo cực đẹp luôn. 54. Mua cho ông nậu nó cá chị ba. Ông nậu vốn rồi. Rồi. Mua cho ông cá đây. Cần gì ba? Con mua cho ba nè. Trời ơi không có tiền mà mua chi. Để hết mua đồ cho luôn nhỏ. Vải vải sơ mi KT ấy, chị yêu thầy hạ vải sơ mi cho nam á, vải đẹp lắm chị yên tâm. Cho em coi đầm vàng chị. Vải này cực đẹp luôn. Coi đầm vàng dễ thương lắm mấy chị yêu. Đầm vàng đây cho em. Siêu dễ thương luôn, 149.000. Áo này cái phông nó nghe đẹp ghê luôn mà. Mẫu nó bằng được á. Cái khách cũng xa nè. Tôi chọn một cái này chứ. Phải cho chồng tôi thì tôi mua. Cái ông nậu bo á. À ông nậu bo, ông đang tìm nó tên Trà Tê. Ông biểu im mày có Trà Tê cầm đi cho ổng. Ông mặc cũng đi làm cho áo này ông nhìn đếm. Mã 60 cho Đào Xuân Minh. Mã 60 cho Đào Xuân Minh. Mã 60 nè. Cho Đào Xuân Minh. Rồi mã này chốt cho em là mã. Lấy em cái vàng nha. Ok em Nguyễn Phương Thắm. Lấy con vàng y như vậy cho nó chị. Vàng cho Nguyễn Phương Thắm. Gửi em đầm lanh vàng 45 còn không chạy con. Còn đầm lanh vàng 45 nha. Còn đầm lanh vàng 45 nha. Đó mà không ai. Rồi mã này chốt cho em là mã số. Mã số 55. Mã 55 em có size 3X, 5X nha. Đó, 3X là 70-75. 70-75 cho em nha, 70-75kg á. 70-75kg. Rồi chốt cho em mã này mã 55. Em có size 3X và 5X. 5X là 80-85kg. Mã số 55. Gửi em đầm lanh vàng 45 còn không chị. Còn em có chốt không thì em chốt đi nha. Sơ mi đẹp ghê gớm à. Quá đẹp luôn. Mã số 50 size 1X. 65kg đổ lại. Rồi mã này chốt cho em là mã số 50. Mã 50 size 1X nha. 65kg đổ lại. 60kg chốt 1X nha chị yêu Trung Thành ơi. 60kg chốt 1X nha. Rồi mã 49. Mã 49 size 1X. Đầm chị mặc còn 149 nha. Chị đang mặc là 149 nha. Rồi mã 49 size 1X đẹp nè Trung Thành ơi. Mã là đẹp nè. 49 size 1X. Đẹp lắm, đẹp từ cái form cho tới cái chất luôn. Rồi mã này chốt cho em là mã số 49. Rồi lấy một cái đầm vàng cho Việt Lung Nguyễn. Đầm lanh vàng 49. Chị cầm lên đi coi lại xíu chị. Trời ơi sao mệt dữ vậy Xuân Minh ơi. Hồng cái áo nam để nó chốt mã số siêu mư á. Rồi mã 48 size 5X 80-85kg. Mã số 48. Đẹp ghê. Mã số 48.
Chúc em mã số 48. Mã số 48 size 5X. Đây, được chưa? Chốt thì ok cho chị nha. Chốt thì ok cho chị. Dài em chốt em còn biểu đưa lên đưa xuống mà em biểu chị tự chốt cho em chắc là không được rồi đó. Nên mấy người mà khó khó là em ít khi tự chốt lắm, mấy chị tự chốt. Còn ai mà dễ mình lên bóc là em mới bóc cho mấy chị. Một khi bóc là bóc đẹp cho mấy chị nha. Bởi vì người ta đã trao có niềm tin cho mình mà mình bóc rồi à. Về người ta nhận người ta thất vọng mình sao. Rồi mã này mã số 47 size 4X. Mã số 47 size 4X. Size 4X là 75 tới 80 cho em nha. Đó. Size 4X là từ 75 cho tới 80 kg. Rồi chốt cho em mã này mã số 47. Mã số 47 cho em nha. Chốt cho em mã này mã số 47. Mã số 47. Rồi mã số 46 size 1X, số 5 kg lại. Mã số 46. Mã 46 size 1X. Mấy chị nhìn cái hoa văn ở bên ngoài nó đẹp lắm. Nhìn em đưa lên nhà nó hơi nghề nghề đúng không? Rồi mã số 45 size 1X. Số 5 kg nó lại. Mã số 45 size 1X, số 5 kg nó lại. Mã số 45. 45 size 1X, ông để hai nhỏ con khỏi đá ông liền. Chị thấy đau mà. Ông ba nó dạy với ông ba nó coi điện thoại đẻ nào để lỗ nhỏ nó lấy màu cam chứ không phải màu vàng vậy cái đầm lăn cuốn lên á. Rồi mã này chốt cho em là mã số 44 size 2X. 44 size 2X. 68 kg nó lại nha, 65 68 kg. Rồi 44 size 2X. Chốt cho em mã 44 size 2X. Đầm lanh nó mới chọt qua chạy tên gì việc việc nung lê á. Việc nung lê. Rồi mã 56 size 5X. Ok em là Xuân Minh nha. Rồi mã này chốt cho em mã 56 size 5X. Mã 56 size 5X. Mã 56 size 5X 65.000. Rồi mã 62. 62 em có 5X 80 tới 85 kg á. 65.000. Rồi chốt cho em mã này mã số 62. 62. Rồi mã này 61 size 4X. Mã 61 size 4X. Chốt em mã 61 size 4X 65.000, 70 tới 75 kg. Con này chốt em mã số 20 size 3X. 20 size 3X. 20 size 3X. 75 70 tới 75. 70 tới 75. Xa 3X. 70 tới 75 kg. Rồi bộ sạch. Vé lanh 45 đây nè chị. Đưa cái vé lanh cho chị xem thử. Vé lanh là vé suông mặt ngủ quá chị yêu. Đem mặt mẫu cho. Mặt cho chân mát. Mặt cho chân mát đúng không? Vé lăn 45 đây nè, để mặc vé lăn 45 cho. Ký cho kép cho em đi. Vé lăn 45 mà mấy chị không mặc đâu. Lăn đây là, nó là lăn lăn gì? Lăn nhung nha mấy chị, không phải cái lăn thường đâu nha. Con này free size nha. Nó phun rộng lên free size. Bao nhiêu ký mặc cũng được. Em còn đỏ, cam, vàng và xanh. Con này mà không những ổng phê mà mình cũng phê luôn á. Quên lộn. Mình không những mình phê mà ổng cũng phê luôn. Đó, mặt ngủ là bao đã bao phê nha. Vậy không có áo sơ mi nam già tê. Rồi em còn đỏ này, đưa đại màu cam, màu vàng với màu xanh cho chị. Em lên thẳng màu, mấy chị này chốt, 45 ngàn.
Chị mấy chị mặc ngủ mặc làm gì thương thoải mái. Xong nữa chị, xong nữa. Rồi đầm 45 em có tất cả các màu đây nha. Con này free size luôn. Em có đỏ nè, có cam, đỏ cam nha, rồi xanh, xám đưa vàng rồi đưa đỏ nữa chị á. Rồi em có màu xanh nữa nè, màu vàng nè, đầm 45 nha. Đó rồi còn cái này là mã đuôi cá 45.000. Mã này chốt cho em là mã đuôi cá, đuôi cá 45.000. Rồi 45.000 một ẻm. Rồi bộ lụa này em xả 59.000. Bộ đẹp nha. Không dạ nó mát. Dạ nó mặc ngủ nó bao bả luôn. Mặc ngủ chắc không buông dậy luôn. Bộ này lụa đẹp lắm mấy chị ơi. Em xả 59 ngàn thiệt sự luôn. Phôn 60kg đổ lại là mấy chị mang được nha. Bộ này đẹp lắm luôn á. Phôn 60kg đổ lại là mang được. Mà cái lụa em nói mấy chị nó mát lắm. Mặc nó bao phê bao đã luôn. Rồi đuôi cá cho Nguyễn Phương Thắm. Đuôi cá 45 cho Nguyễn Phương Thắm. Rồi bộ này chốt giùm em là bộ caro 59.000. Lít xe cho mấy chị bộ này 59.000. Ba đẹp luôn. Chắc lụa cho mấy chị, lụa đã lắm. Mắc rự luôn. Rồi em có bộ caro vàng này. Và em có bộ caro vàng và bộ đỏ. Chỉ có 59.000 một bộ thôi nha. Em có bộ caro vàng và bộ đỏ 59.000. Đổi lại màu xanh cho em, không lấy đầm đuôi cá nha chị. Trung thành. Để có một cái đầm đuôi cá như đâu. Chú ấy chốt kỹ hàng giùm em nha mấy chị, đổi nó cực lắm. Không phải cái đuôi cá nó mới, cái đuôi cá còn đầu lai à. À, coi thử trung thành không? Cái tên trung thành không? Đúng rồi. Chị đang canh rồi. Bỏ qua cái đầm lửa xong. Chị canh đi. Rồi bộ này chốt em bộ đỏ. Bộ đỏ 59 nè. Bộ đã lắm chị ơi. Đẹp cực kỳ, mặt cực kỳ mát luôn. Mình canh nè. Ừ. Em còn mấy bộ bé 59.000. Bộ bé này xịn lắm. Bộ này chú em bộ thú này. Bộ khủng leo 59.000. Bộ này chắc bao phê cho bé luôn nha. Trai gái gì mấy chị mặc cũng được ở nhà. Ai có kẹp thì mua. Mua mặc kẹp cho con này. Trai gái gì mang cũng được hết. Rồi chú em bộ này là bộ khủng leo. Khủng leo size 20kg nha. Khủng leo size 20kg. Em có bộ khủng leo. Khủng leo size 20kg. Khủng lem hiện tại bây giờ là em có size 20-22kg đổ lại nha. Khủng lem hiện tại bây giờ em còn size 20-22kg đổ lại 59.000. Chốt em bộ khủng lem này 59.000. 50 tới nè. Bộ em đang mặc 59.000 mà mai chốt em mới chạy buồn rồi nha. Khủng lem 20kg cho em Nguyễn Phương Thám lấy 2X cho nó chạy lấy size 2X cho nó. Rồi em có bộ khủng long 59.000. À mấy chị cố gắng chốt kèm giá giùm em thương nha mấy chị yêu. Chốt kèm giá giùm em có gì mình tính đơn cho dễ. Rồi bộ này chốt cho em là bộ vũ trụ. Nam nữ gì đều mang được nha. Bộ này là bộ Quảng Châu chắc đẹp lắm. Rồi bộ này chốt cho em là bộ vũ trụ nha. Vũ trụ 59.000. Bộ vũ trụ 59.000 em cũng có size tầm 22kg đó lại. Chốt em bộ vũ trụ. Bộ vũ trụ. Bộ vũ trụ. Rồi em có bộ dâu.
bộ dâu hiện giờ em còn size L, 1X với 2X, cũng 22 kg đó lại cho em nha. Rồi cho em bộ dâu siêu dễ thương luôn, bộ dâu chắc thun có tông Quảng Châu nha mấy chị, đẹp lắm. Rồi 59.000 một bộ, mùa này mặc mấy cái này cho mát bé nha mấy chị ơi. Rồi bộ mèo 59.000, bộ mèo 59.000 em cũng còn size từ 22 kg đó lại nha. Chú em bộ mèo rồi quần đen 25.000, chốt em bộ quần đen 25.000, chốt em mã quần đen 25. Bộ đen đặt cực kỳ dễ thương rồi chốt. Tầm này mắc đi công chuyện cái không có chụp mẫu được, em đang ảnh đăng nghỉ cho mấy chị mà không thể làm xem live được đó. Thôi để bận công việc quá. Rồi còn một bộ vàng dài xả mấy chị 49.000, kèm giá giùm em nha mấy chị ơi. Này em bán sale nên mấy chị kèm giá giùm em để em dễ tính tiền nha. Rồi bộ vàng 49, chốt cho em bộ vàng 49 nha. Wow nó đẹp, 55 kg đó lại mang được. Sale 49.000 mấy chị rất ruột luôn. Bộ vàng 49. Bộ này Thiên Thái bao xịn, sale 75. Hàng này em nhập vô 74.000 luôn á mấy chị ơi. Nhập hàng đẹp gì cho mấy chị. Mình mặc cái nào là chắc đồng tiền cái nấy nha. Nhìn con người mình nó sang chảnh luôn mấy chị. Vừa mát người. Mình mặc cái gì nó thoải mái là con người mình nó sẽ sảng khoái. Mà một khi đã sảng khoái là mình làm cái việc gì nó cũng nhẹ nhàng. Tự vô ngủ đó. Hả? Hai đứa tự vô ngủ. Tự vô ngủ đó nào cậu vậy? Dạ chứ hai đi em dẫn cái giường cho cái giường ớn. Cha nó bấm thọ cả đêm nha. Vô mì khá lắm cả đêm luôn. Bấm quên vợ luôn mà. Bộ chị mặc còn xả 59 á. Bộ chị mặc còn xả 59. Đó cái bộ thun thái này mấy chị mặc lên mấy chị thấy con người mình nó khác hẳn liền không? Form nó cực kỳ đẹp, mày chắc nó cực kỳ đã. Mặc nhìn con người mình nó đẹp nè, nó sang nè, nó thoải mái tinh thần nữa chứ. Bộ chị mặc còn chị đầm vàng tre 149.000 nha em. Đầm vàng tre siêu dễ thương luôn á, 149.000. Rồi bộ em thương đang mặc bán 75.000, y gì da gốc luôn mấy chị. Bộ này gọi là băng lỗ thì chưa có lỗ. Em bán gì da gốc cho nó đẹp quá. Thật sự nó thun thái nó đẹp lắm. Mặc chắc bao phê cho mấy chị luôn. Rồi chốt em bộ đen trắng 75.000. Mấy chị mặc tập thể dục thể thao đi ra đường rồi. Bộ đen trắng 75. Chốt em bộ đen trắng 75.000. Rồi bộ tím này xe cho mấy chị như ta. Bộ này là bán lỗ, 59.000 là gọi là bán lỗ rồi. Bộ này không được em cũng bán 79.000. Còn một bộ duy nhất về tím này 59.000. Bộ này bộ thun phôm rộng, ai có bé tầm 35 kg mấy chị mua nó cũng ưng mặt lắm. Ok em lấy bộ đó. Bộ caro vàng đó phải không Trâm Trương? Caro vàng 59 đúng không em? Nếu đúng thì em chốt cho chị là caro vàng 59 cho chị in phiếu giúp nha em. Caro vàng 59 thì đúng thì chốt nha. Rồi bộ này chốt em bộ tím 59.000. Ai chốt bộ này em bảo đảm là bao rồi. Bộ này đợi em bán 75.000 bộ không bỏ thi á. Bộ tím 59. Bộ tím 59. Còn sót là một bộ đuổi mấy chị ơi. Bộ 75 chốt cho em con Hoa Yuki. Đây em đang mặc Hoa Yuki ơi. Con lên số thoại của con chút nha. Để mai con bí liễu nó ở nhà nó làm nó biết con nó gọi điện cho con này chứ nó một khi nó mà không thấy số điện thoại nó
Nó xả đường hết rồi, con cứ lên số thoại nha. Bộ tím cho Việt Nông Nguyễn. Bộ tím đó chị. Tím ở đầu tiên mà em in cho Trăm Trương nè. Trăm Trương tím đấy. Rồi để em in lại. Bộ hoa du phi là bộ đang mặc giờ em thê cho. Rồi bộ caro vàng cho Trăm Trương. Caro vàng cho Trăm Trương. Đem sáng chốt cho con rồi. Hoa du phi ơi, lên số thoại cho cô là được nha. Bộ đen trắng chốt nè, 75.000. Em nói thiệt luôn, hàng là 75.000 bán gì đúng giá vốn luôn á, chưa có bán lỗ. Phong thái bao đẹp. Đen trắng 75 cho Hoa Yuki nè. Mấy bộ phong thái mặc lên cái phôm nó đẹp. Quần là có cuối hết nha. Ok Hoa Yuki. Anh em sao lớn còn nha. Em muốn mấy ít chị cũng còn hết á. Rồi bộ đỏ 75. Cho em bộ đỏ 75. Bộ đỏ 75. Cho em bộ đỏ 75. Siêu đẹp luôn á. Mặc vô nhìn ngực mà nó gọn. Rồi chốt cho em bộ này, bộ đỏ 75.000 nha mấy chị yêu. Ồ ở đâu còn bộ này sót lại bữa. Chốt hết rồi sẽ sót lại. Có bộ bí nè mấy chị, giải là đã lanh. Mặt mát cực kỳ luôn á. Bộ bí em sale 39.000 nha mấy chị luôn. Quá đẹp, 60kg đổ lại mấy chị mang được nha. Bộ bí 39.000. Chốt em bộ bí 39.000. Bộ bí 39. Nhiều khi có nhiều cái xa lỗ mà không ai chốt nữa chứ. Rồi bộ lỡ 49.000 luôn. Bộ lỡ xám 49.000 luôn. Rồi bộ lỡ xám 55kg đối lại. Chốt em bộ lỡ xám 49.000. Lỡ xám 49. Bí 39 cho chị Nguyễn Binh. Bí 39 còn một bộ mấy chị ơi. Rồi bộ em đang mang 75.000 nha. Chốt em bộ đỏ 75. Rồi bộ đuổi hàng xả 59.000 thì hốt là bao phần ha. Bộ đuổi lỡ cực kỳ đẹp. Bộ đuổi lỡ size 2X là nhưng mà tầm 55kg đó lại thôi nha. Hello Ngân Phú. Bộ này mặc tổng lắm mấy chị ơi, thật sự luôn 59.000. Đó là bộ đuổi này 59.000 mấy chị mua là bao hời. Em sĩ còn coi da đó rồi đó. Bộ đuổi. Rồi em còn một bộ đỏ phôm rộng xả mấy chị 69.000 luôn. Trời ơi nghĩ sao mà bộ này 69.000 không. Phôm này phôm to nha mấy chị. 55 cho tới 65kg mấy chị chốt bộ này nha. Nhị dứ đó đừng có chốt rộng nha. Bộ này phôm to. Rồi em xả 69.000 nè. Cho em bộ đỏ 69. Bộ đỏ 69. Bộ đỏ 69. Bộ đỏ 69. Rồi bộ xanh em xả 59.000 luôn. Đó, form này 35 tới 60kg thì số 2kg thì mấy chị mặc vô tư luôn. Bởi vì bé đã thích mặc hàng form rộng á chị. Nên bé nằm vào 35kg thì mặc vô tư lự luôn cho em nha. Đó, rồi chốt em bộ xanh. Xanh 59.000. Chốt em bộ xanh 59. Còn đùi trắng đen không em? Dạ không chị ơi, em còn bộ đỏ và bộ tím. Em còn bộ đỏ và bộ tím nha chị. Bộ đỏ em đang mang nè, như bộ tím nè. Hai bộ này 75.000. Còn đúng hai bộ nữa là hết luôn á. Rồi em còn bộ đỏ và bộ tím. Đẹp chưa? 75.000. À, bộ đuổi 59 cho chị Hang Nguyễn. Hang Nguyễn bộ đuổi 59, đuổi đỏ. Rồi bộ đỏ hoa 59.000 luôn. Chốt cho em mãi này mã đỏ hoa 59.000. Đỏ hoa 59.000. Bộ này 35kg là mấy chị đã mặc được nha. Bộ đỏ này là chị Trung Thành ơi. Chị chốt kèm giá để em Hương biết với chị yêu. Bộ đỏ bao nhiêu tiền là chốt lên là em sẽ biết nha. Chị lấy bộ đỏ dài đúng không? Bộ đỏ dài để em nói bao nhiêu ta? 69 hả? Em bao nhiêu? Bộ đỏ dài 69 không? 69. Chị chốt là kèm giá lên giùm em là em xưa sẽ biết. Đỏ hoa 59 nhé.
Chị gì ơi, Cương Tân Thanh này lên số họ cho em nha. Bộ đỏ 69 với chị Trung Thành là bộ đỏ quần dài á, quần dài. Chị Cương Tân Thanh chị lên số họ giùm em nha chị. Rồi bộ này chốt cho em bộ xanh. Bộ xanh Hung Thái cho 9.000 cho em nha. Bộ đỏ 59 chốt cho chị Trần Hiển. Bộ đỏ 59 nè chị, cho Trần Hiển. Ok chị yêu. Rồi chị lên số họ trẻ quá, chị Trần Hưởng chốt rất là chị yêu ơi. Em còn bộ xanh nha, em còn bộ xanh. Bộ xanh 59. Thôi bộ này còn bộ xe mấy chị 59.000 bán vui cho mấy chị luôn. Đẹp lắm. Bộ này chốt em bộ xanh hổ đi. Xanh hổ. Có em bộ xanh hổ. Xanh hổ 59. Bộ đỏ 75 cho chị Trần Hiểu. Đỏ 75 là bộ năng em. Rồi bộ dài em lấy chạy rồi nha chị yêu. Bộ dài em lấy chạy rồi nha. Em còn một bộ tím 75 cho chị Trần Hiểu nè. Trần Hường nè. Trần Hường hay Trần Hiểu. Mấy chị yêu chốt hàng thì chắc chắn nhận hàng giùm em nha mấy chị. Đừng có chốt cho em có động lực like là tội. Ngày mai mà chốt đơn rớt đơn ra là em buồn. Rồi em còn bộ tím. Em còn bộ tím nha. Bộ tím 75. Rồi bộ xám. Bộ xám size 50kg đó lại nha. 50-52kg á. 39.000. 39.000 mấy chị yêu. Em ôm được lô sale rỉ thì em mang rỉ cho mấy chị nha. Rồi xanh hổ cho Thiên Quang Lê Minh. Châu hổ đeo bán béo Thiên Quang Lê Minh. Xanh hổ cho Thiên. Rồi bộ tím 75. Bộ xanh hổ hết mất rồi em Phụng Kim Hiền ơi. Chị còn bộ xanh hoa nè em. Chị còn xanh hoa 59 nè. Em lấy không? Còn bộ cuối cùng luôn. Xanh hoa 59 nè em. Bộ xanh hoa. Xanh hoa 59. Rồi em có bộ xám 39.000. Xăm đùi. Xăm đùi 39. Rồi còn mấy bộ dây xe cho mấy chị 59.000 luôn. Hay là nếu mấy chị sửa trên mạng rồi mấy chị biết đang xử cái hàng mà mấy đứa mà xử cấp 2, cấp 3 là xử xéo một mấy ngàn. Em bán cho mấy chị 59.000 còn hai nào. Size này nhỏ nha mấy chị. Size này nhỏ tầm 55kg. 55kg mấy chị là thon gọn xíu nha. Cho em mặc cái bộ này đùi nó cũng chặt á. Do bản chất của em là đùi bự mà. Bản chất của em là đùi bự. Bộ này nó mấy chị là mặc ngủ là bao sướng bao mát luôn. Hàng này là hàng gì ta? À, của gì đây? Cái tên thương hiệu của nó đây. Em cũng không có rành lắm. Nhưng mà nó cực xịn, nó là lụa satin nha mấy chị. Bộ dây này, đó 59.000. Hàng này nếu một đứa nó xỉ cấp 2, cấp 3 nó xỉ 6 mấy ngàn à. Em xỉ vô 58.000. Còn mấy bộ em bán 59.000. Lấy ngàn tiền si. Chi vốn rồi cho mấy chị. Chứ nó đẹp quá chưa có băng lỗ. Với lại nó còn nhiều quá. Băng lỗ là chưa có lấy lại được vốn. Rồi chốt em bộ. Bộ nào mà có lần rồi thì băng lỗ. Lô là có lần rồi băng lỗ. Lô là chưa có lần rồi phải bán giật vốn. Rồi chốt em bộ này bộ da đi. Bộ da 59.000. Bộ dây em mua rồi, vải đẹp mà mặt mát thế. Đúng rồi, cảm ơn Hương Nguyễn rất là nhiều nha. Bộ này là lụa satin mà, mặt thì nó là bao mát. Lụa satin là mát nhất rồi. Bộ này còn có 10 bộ nữa. Bán này là có 9.000, 10.000 bộ mà lỗ là lỗ tiêu nên bộ này còn nhiều quá chưa bán lỗ được thì chị bán vốn giật vốn thế đó. Rồi bộ này chốt em bộ xám nha. Xám 59.000. Bộ này chắc lụa satin mát lắm. Chỉ có sợ mấy chị vừa chứ không vừa thôi. Cái bộ này nó mấy chị mặc cũ là bao phê rồi. 55kg đó chị là đùi thon gọn nha. Rồi chốt em bộ này bộ xám.
Em còn bộ xám với bộ da nha, 59.000. Em còn bộ xám với bộ da 59.000, bộ da cho chị Hà Trang. Bộ da cho chị Hà Trang. Rồi, cái bộ này đẹp lắm, chắc Phương Thái ơi Trang Hương đang mặc luôn nha. Nó ba lỗ 59.000 cho mấy chị luôn. Con này mặc rất là đẹp. Ba lỗ đỏ 59.000. Nó thuộc cái lô Phương Thái ơi Hương mặc á. Rồi ba lỗ đỏ nha. Form này 60 số 2 kg mấy chị mặc được. Rồi ba lỗ đỏ. Ba lỗ đỏ siêu đẹp luôn mà mặc siêu mát luôn. Rồi ba lỗ đỏ 59.000 cho em bộ ba lỗ đỏ. Em còn mấy bộ lụa Myanmar. Lụa dây nếu mà mặc form chuẩn nhất là tầm 52 kg, đó là 40 tới 52 nha chị. Còn chị nào 55 kg á là chị đó phải thon gọn người xíu nha. Chứ Hương mặc là cái đùi bị chặt cái quần á, quần bị chặt đùi. Đùi Hương nè. Đùi đây đùi sumo. Ăn bao nhiêu nuôi đùi. Nó nuôi cái đùi em hết. Rồi cái từ ngày em bán đồ nó đứng nhiều nó thành ra cái đùi em nó càng bự thêm. Nó xuống đùi vậy. Rồi em còn mấy bộ lụa hàng. Cái này là lụa hàng Myanmar nha. Còn mấy bộ? Ba bộ thôi, còn ba bộ nên bán mấy chị 49.000, 49.000. Bỏ 10.000 bộ. Còn có ba bộ rồi. Rồi bộ này chốt cho em là bộ đỏ 49 nha. Bộ đỏ 49, hôm nay thì 60 kg mặc được cho mấy chị Myanmar lụa hàng quần lỡ. Thiệt đẹp luôn á. Rồi chốt em bộ đỏ 49. Đỏ 49. Đỏ 49. Đỏ 49. Rồi bộ này chốt em bộ đỏ thu 49.000. Mấy bộ này mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Myanmar mấy chị biết rồi, Myanmar lỡ mà. Chắc nó lụa. Mặc đã đẹp lắm. Em có mấy bộ rồi chứ không em lấy nữa. Em ham quá em ôm nhiều lắm. Ôm em đem mặc. Bảo la xem cầm xuống cả. Cá ôm vậy. Trần phao đồ không có mép con chồng mà chữ đó. Bữa là la cũng ôm đồ xuống đó để cho con mép phao đồ. Đỏ thú. Đỏ thú 59. Rồi 49 chứ. Rồi em còn một bộ đùi Myanmar đùi. Rồi cho em bộ đùi. Đùi 49 luôn. Cho em bộ đùi. Đùi 49 nha. Rồi hết ba bộ. Bộ này đây là em chưa có lời cái ngày nạp trong cái bộ này đó. Về là từ lỗ tao bị thương không. Nó xịn lắm. Giá nó cực kỳ cao. Nhưng mà do nó xa bự lắm chị. Xa bự. Bự chản bự trang luôn. Thành ra em chưa bán lần cái nào 1.000 nào trên cái bộ này luôn mấy chị ơi. 89.000 bộ. 89.000 bán y giá vốn luôn á. Do nó xa bự quá. Thật sự luôn. Bộ đùi 49 chị Thanh Lê lên số họ nha chị yêu. Cho nó bự quá nè. Chị nào mà sai bự á. Chị nào mà phôn từ 60 kg á. Bộ đùi 49 cho em Phụng Kim Hiền. Mới chốt đơn kèm số họ xin chốt đơn nha. Chị nào mà bộ này chị nào sai từ 60 trở lên hãy chốt. Chứ không là rộng thùng thơm nha. 89.000 lùa satin siêu đẳng luôn. À bộ đùi vậy. Bộ này gọi là bộ siêu đẳng luôn á, nhưng mà size to quá, bán không được. Chị đen người ốm thì nhiều. Rồi 49 hết hết năm thân rồi, còn bộ lỡ, lỡ 49 xong. Mời chút nhiều hết này càng. Đó, em mặc form nè. Nên mấy chị nào mà 60kg trở lên hãy chốt nha. Lỡ nè, bộ này đẹp lắm. Đẹp mà lỡ không ân lỡ chút đùi hết mà. Lỡ 49 mà không ân đùi. Bộ này 89.000. Em nhập vô hình như cũng 89.000 luôn á. Về bán chưa là ngàn nào bộ này hết á. Nó to quá. Nó xe đại. Đó nên mấy chị là trên 60 thì hãy chốt nha. 60 tới 65kg đi. Mua cho Mỹ má. Ờ 60 tới 65kg chốt. To. Thôi chè bán lửa luôn. 89.000. 60 tới 65kg chốt. Rồi bộ da 89. Đó em bộ này là bộ da 89.000. Đó em bộ da 89. Em còn da và xanh đen nha. Da và xanh đen 89.000. Da và xanh đen 89.000. Đó đẹp không? Quá đẹp vậy chứ. Điều đó to thôi nha. Nó nhỏ là em khi em chị lâu rồi. Không còn bây giờ. Rồi tiếp tục.
hàng luôn, theo 49 luôn. Rồi size 55kg lại mang được cho em nha. Chốt em bộ là bộ vàng chanh đi. Vàng chanh 49 nha. Chốt em bộ vàng chanh 49. Vàng chanh 49. Vàng chanh 49 có 2 bộ đi. Vàng chanh 49. Ma định này rảnh nó sao vô coi like đó. Rồi chốt em bộ vàng sáng 49 nha. Bộ vàng sáng 49 nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng full custom qua dạng 4 chiều. Vàng sáng 49. Bộ đẹp lắm. Bây giờ mang cũng đẹp không ai chốt đâu theo. Rồi em xeo xà láng sáng còn cũng có gì còn nè. 49. Kè liệu có like bình kè cho em. Rồi bộ dài tay 49 luôn nha. Đẹp chưa mấy chị. 55kg đối lại mang được dài tay 49. Giờ thì không mua để dành ở mùa đông mặt luôn. Dài tay 49. Sẽ lại lấy tiền nhập nè. Rồi hồng đậm size 55kg đối lại mang được nha. Hồng đậm 49. Hồng đậm 49. Cho em mã hồng đậm 49. Hồng 49 với chị Nguyễn Binh. Hồng 49 là hồng dạ tê á. Hồng đậm 49. Còn 2 bộ hồng đậm. Rồi hồng caro 49. Bộ chị đang mặc còn 75.000. Rồi hồng caro. Cho em bộ hồng caro 49. Hồng caro 49. Giờ qua túi áo rồi mình sọt qua tiếp. Nam. Áo trắng chữ cho nam size L, một con ghi nhất 59.000 luôn. Dạ tay hết rồi chị Hạnh Trương ơi. Rồi áo trắng này cho nam nha, size L. Size này size nhỏ lắm mấy chị ơi, tầm 40 tới 55kg là mặc nha. 40 tới 55kg mặc 59.000. Chốt cái em mã trắng 59, trắng 59. Chị còn set đen hôm bữa không chị? À, set nào ta? Set nào em he? Set nào chị nhớ Nguyễn Loan ơi, chắc vải nó là gì em? Và giá tiền của nó là bao nhiêu là chị nhớ em. Rồi vàng là laptop đẹp chưa, 49.000. Chốt cho em mã vàng 49. Áo này thôi bô vip coi dạng 4 chiều nha. À bô vip mặt sướng lắm. Rồi em xả cái áo không rộng đây đi. 39.000 đi. Còn gì giờ đây, thương ơi là thương. Mà lấy phù vinh khác lại cái nêu thì con khá được quả. Chỉ còn sọc nam nha. Còn sọc nam. Bây giờ còn làm hồi với áo hoa này nhiều luôn. Rồi mình xem áo dấu quần 39 nha. Áo phông rộng 39 uôn. Rồi em xem áo phông rộng em thương mặc 39.000. Lên em chọn luôn. Chồng em mặc size nhiêu em? Size nhiêu yêu ký thì đưa cho chứ dạ cho giờ nó còn lỉ size á. Xếp đen bể lên ca chị. Lên ca xếp gì ta? Cho chị coi thử đầm hoa 129. Ok, đầm hoa 129 đẹp á chị yêu ơi. Em còn mấy mèo ta? Còn 4 cái mèo gì không chị? 4 mèo không? Đầm hoa 129 nè chị yêu. Mặc vô cái chỗ trên đây nè, nó dễ thương lắm. Nó như nhíu nhíu ra. Dạ đầm nó bầu cũng được mà thương cũng được chị yêu ơi. Dạ nó suông chữ A á chị. Nên bầu cũng được. Bầu cũng được mà ấy cũng được. Chữ gì cũng được hết á. Bầu cũng được, bà bí cũng được. Đó, cái kiểu nó mặc lên nó nhúng như thế này nha chị. Mẹ này còn hoa trắng nè. Hoa trắng, hoa đen, hoa vàng, hoa hồng. Mẹ nằm hoa 129, trắng đen vàng hồng. Rồi áo thương đang mặc 39 ngàn. Chị là chốt với mã hồng 39. Không trọng.
còn không đặt được nữa nè. Quên bay chứ. Đầm còn nhiều lắm á. Chắc chiều mai. Chiều mai lại đầm quá. Đầm còn nhiều quá. Vài áo đang mặc ai chốt chốt hồng 39 ngàn. Áo phun phun rộng rất là đẹp luôn, xả 39. Rồi hồng chữ 39 xanh là xanh. Mấy này màu chốt nó hồng buồn á. Rồi đỏ chữ 39. Hồng chữ, đỏ chữ 39. Hồng chữ, đỏ chữ 39. Hồng chữ, đỏ chữ. Sao nói gạo mà miếng. Lên đầm đi. Giờ lên đầm đi. Giờ lên đầm đi xù thép. Giờ em xíu lên cái ba con áo lên. Em lên 1-2 mẫu đầm nha. Rồi đỏ. Cho em mã đỏ. Đỏ chữ đỏ đi. Đỏ chữ đỏ 39 ngàn. Với một con xanh 39. Đỏ chữ đỏ với một con xanh 39. À, 39 nè. Con đập đây. Quân chị hỏi đỏ 39 thì miễn xe. Và chữ 39 thì ngăn phú. Cho em ngăn phú. À, hồng chữ và chữ đỏ cho em ngâm đi. Em đẹp chưa? Cái đây là đỏ đó chị. Đây đỏ chữ, còn cái kia là đỏ chữ đỏ. Chị đang đẹp đưa chị là đỏ chữ đỏ. Rồi bộ đuôi đuôi chuột 59 em Phụng Kim Hiền. Đỏ 39. Ờ, đỏ 39 là đỏ năng mặt. Đỏ chữ đỏ. Đang đỏ chữ đỏ là của Ngân Phú. Ừ. Làm. Của Ngân Phú mà chị đang bỏ cho tên nè. Vậy pin thứ hai là Ngân Phú ấy, xíu lắm vậy. À ngâm ni, ngâm ni. Ngâm ni là hồng chữ. Hồng chữ em đang mặc. Kim Hiền, Phong Kim Hiền lấy cái bộ đuôi bộ đuôi ba lỗ chuột á. Anh như để phía xe kia không vậy? Xe chỗ cửa nè. Phải không? Bộ kia nè phải không? Cái đồ hay thứ gì đó. Ba lỗ mát chứ. Xanh 39 với chị Lý. Xanh 39 với chị Lý. Bỏ đi, chị bỏ tiếp đi, bỏ đi chứ có tiền xeo. Tiền lớn quá dữ. Đâu vừa bỏ gì đâu. Cái hồng hồng chữ với ngâm ni á. Hồng chữ. Chưa bỏ ra chưa. Chờ cẩu ra mà sao. Hồng chữ với ngâm ni. Còn chờ một đùi hết, một đùi riêng lưng thun rồi. Còn cái xanh đây cho chị Lý. Có một cái chứ chờ mà. Chị Lý nè. Em bỏ đỏ chữ đỏ chị hết lắm nha. Em ngâm đi, em chọn thêm một cái mã khác nữa không em? Chị còn đen nữa nè. Đỏ chữ đỏ chị hết quá em. Đỏ chữ đỏ chị hết. 39 ngàn. Rồi chốt cho em mã là hồng chữ nổi. Hồng chữ nổi nha. Chặt nổi cái chữ á. Rồi hồng chữ nổi 39. Hồng chữ nổi 39. Đây người ta nó đỏ. Chữ Phụng Kim Hiền. Rồi hồng LV39. Hồng LV39. Hồng LV39. Hồng LV39. Hồng chữ nổi. Hồng LV. Hồng chữ nổi cho em ngăn phú. Hồng chữ nổi đi chị. Rồi đen. Đen quân sạc á. Đen 39. Rồi đỏ chữ nổi 39. Đỏ chữ nổi 39. Con này là đen chuột ấy.
đem cho em ngăn phú. Cái gì vậy? Đem đó. Rồi đem chuột. Đem chuột 39. Đem chuột 39. Đem chữ y chang xin mang mang 39. Đem chữ 39. Rồi bàn chữ nổi, trời ơi, không còn vô đâu hết nha. Bàn chữ nổi 39. Bàn chữ nổi 39. Bàn chữ nổi 39. Nó đi đồng để má đem ra chọn ra đâu đó rồi ta. Thôi má rồi. Đây đây. Còn nhiều lắm. Hàng có thun cuộn sẽ 29 nha mấy chị. Còn màu cam với màu đỏ là chủ yếu nha. Hàng gấp mà gấp là gấp chuyện nha mấy chị. Đầm hoa sơn lưng chị em vừa không vừa chứ cái đó rộng rồi. Ủa Ngọc Võ chị đã nói em là hàng bây giờ là còn lý sai. Chở chồng em mặc sai bao nhiêu để chị đưa đúng cái mèo của tiểu sai đó lên để em chọn mà chị không im nói mà. Bởi vì quần nam bây giờ là đã lý sai rồi đó em, chứ không còn nguyên ri nữa. Nhiều khi lên cái đó là không đúng chồng em là sẽ mất công. Chị hỏi chồng em là bao nhiêu ký để chị lên mà không thấy em nói. Rồi, áo cam làm xả 29.000 nha. Hàng gấp thun xịn chứ không phải hàng gấp thun TC nha mấy chị ơi. Thun có tông 100%. Em còn cam quà đỏ. Áo gấp 29.000 em còn cam quà đỏ. Áo gấp 29.000 em còn cam quà đỏ. Xe 34 không? 34 bây giờ chỉ còn mỗi một cái mềm nâu rồi. Mỗi một quần mềm nâu. Ta lấy giúp em một con quần sọt nâu á. Cái mềm nâu á chị. Rồi đầm vàng 129. Mềm nâu á, ai chị dơ lên làm biết rất là nâu rồi. Sọt nam chứ còn mấy cái lĩa sai để treo ra đây. À, tới nhà mua cái chồng lai nó không dễ. Cũng mà treo thằng sọt nam đây. Cái mèo nâu đó là nguyên một bị luôn đó, đúng rồi đó. Ờ. Sọt nam chỉ còn mỗi mèo nâu thôi nhưng em ơi, chỉ còn đủ size từ 28 tới 34. Rồi đầm vàng 99.000. Rồi vàng. Cắt cột bên trước mình xeo ta. Ăn cột trước cột muốn bột xeo cột. Cột xeo. Em là thích cột trước hơn. Đây, ăn cột sau cột. Ăn cột trước cột xe gì cũng được. Con này 55-58 tí mặc cô tôn cho em nha. Rồi đầm vàng, chốt cho em mã này đầm vàng 99.000 nha. Đầm vàng 99, em có vàng và đen 99.000. À con đen đây khác nữa. Rồi đen 99.000. Cho em mã đen 99, vàng 99, đen 99. Vàng 99, đen 99. Ai vàng 99 cái này hả? Vàng 99 nha. Em có vàng 99 và đen 99.
phê phía sau 1 lĩa 5 nha. 1 lĩa 5. Và con đỏ. Đỏ 99 ngàn. Chúc em mã đỏ. Đỏ 99 ngàn, 55kg đô lại. Chúc em mã đỏ 99. Thành đỏ 99, 55kg đô lại. Rồi đồng là chúc em mã đầm hồng rút 99 ngàn. Hồng rút 99 ngàn. Thư giới thiệu nhiều nha. Rồi hồng rút 99 ngàn này. Mặt cực kỳ dễ thương luôn. Hồng rút 99. Chúc em mã hồng rút 99. Đầm hồng rút có mèo vàng nữa nha. Rồi con áo đen phong thái. Đen chuột bông chín. Cho em mã đen chuột bông chín nha. Đen chuột bông chín. Đen chuột cho ngọc vỏ. Đen chuột chốt cho ngọc vỏ. Đen chuột đâu? Đen chuột bông chín cho ngọc vỏ. Rồi xanh siêu chữ. Cho em mã xanh siêu chữ. Hàng rộng vừa nha mấy chị. Phương Thái nha. Rồi cho em mã xanh siêu chữ bông chín nha. 55kg đô lại mấy chị mang vừa. Khôn rộng vừa. Không ôm không rộng. Rồi xanh cổ tim 49 nha. Con này là phun ôm nha. Chị là thích mặc ôm thì chốt. Xanh cổ tim 49 nha. Rồi xanh cổ 49 nha. Hàng phun thái phun rộng vừa. Không rộng cũng không ôm. Rồi xanh cổ 49 55kg đó lại mang được. Rồi đen chữ. Cho em mã đen chữ. Đen chữ 49. Đen chữ 49. Đen chữ 49. Mà lên cái màu đấy nha. À, 11 giờ. Hết 11 giờ. Xanh tim 49 là áo phông rộng dấu quần. Xanh tim 49. Xanh tim 49. Rồi xanh chữ xanh. Xanh chữ xanh 49. 55kg lại. Xanh chữ xanh. Rồi tím cổ. Tím cổ bông chín. Cho các em tím cổ bông chín. Xanh cổ bông chín. 18 mà đưa mình để ra đãi. Em 18 đưa đi. Tại vì biết thì chắc vậy, mình nghĩ vậy chứ. Mình quể ra đi đãi. Chưa đâu. Họ chưa. Đi ở Đà Lạt mà thường thường chưa đưa đi liền đâu. Rồi áo hoa này siêu đẹp luôn mấy chị ơi, 69 ngàn nha. Hàng này 60kg mấy chị mặc cô tư, nó có bản bo này. 60kg mấy chị mặc cô tư luôn. Chốt cho em mã này mã, mã áo hoa. Áo hoa. Áo hoa 69. Áo hoa 69. Rồi đen chữ trắng nó là phun ôm nha, 49 ngàn. Chốt cho em áo đen chữ trắng. Rồi đỏ phun thường. Chốt em mã đỏ 49. Rồi đỏ chữ 49. Chốt em mã đỏ chữ 49 phun thường. Rồi trắng chữ 49. Chốt em mã trắng chữ 49. Rồi con này đen cổ tim. Đen cổ tim 49 nha. Hàng bô rip. Áo từ laptop. Rào móc thì yêu mua gì nữa không? Không mua gì em thương qua mẫu nha. Còn áo kiểu thiết kế cả mớ. Để là quên lên áo kiểu. Con đầm hoa, áo kiểu. Trưa mai chắc là đầm quá. Trưa mai chắc là đầm. Trưa mai chị là mua đầm vô coi mua nha mấy chị. À, còn bây giờ nghỉ. Mà
mặt em chìm ra nó xử lý nha. To ra kia. Ra. Rau, nghỉ ngủ quá chị yêu ơi. Phía rau. Phía nay anh đi. Mấy chị mua ốc hiểu không? Em còn ốc hiểu nhưng mà còn ốc hiểu thiết kế là nó đắt tiền. Chị thoát ra hết chưa? Rồi bye bye mấy chị yêu nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Khi nào có lại quần sinh nhiệt nữa chị? Chị cũng chưa biết đó Kim Phụng ơi. Để gì thấy cái kho sĩ chị mới chào có. Chị chốt cho nha.